Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tập trung thảo luận về kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 sẽ bắt đầu đợt một kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mỗi đoàn kiểm tra, giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và 1 địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh. Đoàn sẽ kiểm tra tập trung vào 8 nội dung, bao gồm kết quả thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.